Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2020. Cũng sắp đến Tết Dương lịch 2021 và cũng là tháng gần cuối năm của Tết Nguyên Đán 2021 thì cơ sở đồ gỗ đồ thời Hiển Lanh tung ra hàng loạt các cái sản phẩm đồ gỗ giá bình dân và các cái sản phẩm này thì chúng tôi làm với thông số kích thước đó là các cái bức khoảnh phi dài 1m97 rộng 67 và ván là dày 1 phân 8 tức là ván 2 phân cưa sẽ đi khuôn tranh dày 6 phân loại này là loại mỏng chúng tôi đang tung ra thị trường hàng loạt các cái bức khoảnh phi như này tới các cửa hàng cũng như là những người thích giá rẻ thì sẽ dùng các cái mẫu hoành phi như này và kích thước thì nó sẽ mỏng hơn cái mẫu bình thường chúng tôi vẫn hay làm đó là khuôn tranh dày 7 phân thì trong video này tôi giới thiệu đó là ba bước hoành phi chạm ba chữ đức lưu quang xen kẽ vẫn là các cái cây tứ quý chỉ có về độ dày của ván và độ dày của khung là chúng tôi làm mỏng đi để đáp ứng tới cái thị trường bình dân hơn cho những người có thu nhập thấp có thể mua được các cái sản phẩm này trong cái dịp Tết Dương lịch 2021 cũng như là Tết Nguyên đán 2021 sắp cận kề. Quý khách có nhu cầu mua về các cái sản phẩm hoành phi mỏng, quý khách liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Linh để đặt hàng sớm nhất có thể qua hai số hotline 0986883349 hoặc 0985226684. Và video này thì đang được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất đồ thờ cúng tâm linh của cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Gần đây rất nhiều khách hàng quan tâm về các cái sản phẩm giá rẻ thì hôm nay chúng tôi sẽ review ba cái bức hoành phi giá hợp lý, giá bình dân cho quý khách tham khảo và kích thước thì là chuẩn phong thủy dài 1m97, rộng 67 chạm ba chữ Đức Lưu Quang ở bên trong có phụ đề tiếng Việt xen kẽ là các cây thứ quý toàn bộ phần khuôn là chúng tôi làm dày 6 phân còn kích thước dài rộng là như nhau và các cái mẫu mã đục bên trong là cũng giống nhau có về độ dày của khuôn và độ dày của ván là nó mỏng đi để cho quý khách trên toàn quốc có thể tham khảo khách hàng nào thích loại dày thì chúng tôi vẫn có chúng tôi đang sản xuất hai loại cùng một lúc để đáp ứng ra cái thị trường được mạnh nhất lớn nhất quý khách có thể liên hệ trực tiếp để mua với giá gốc 0986 88 hoặc 0985 226684 cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh chuyên về hoành phi câu đối sập thờ cuốn thư rất nhiều và trên hình các bạn đang xem đây là ba bức hoành phi loại mỏng khác với các cái bức hoành phi loại dày mà chúng tôi làm cho khách tiêu dùng và các cái khách hàng có thu nhập cao. Thì hôm nay chúng tôi sẽ review cái bộ sản phẩm này cho những người có thu nhập thấp có thể mua được. Đồ gỗ online cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đã tin tưởng và đặt hàng online chúng tôi cũng như các đại lý cấp 2, cấp 3 đã đặt hàng chúng tôi với số lượng rất là lớn trong cái dịp Tết Nguyên Đán 2021 sắp tới và Tết Dương lịch chúng tôi đang còn rất nhiều các cái mẫu mã như này loại giày đang được uh, trưng bày tại cơ sở đồ gỗ hiền lanh cơ sở 6 đường đồng tâm la xuyên yên ninh ý yên nam định quý khách có thắc mắc về hoành phi cầu nối quý khách hãy bình luận trực tiếp phía dưới video thì cơ sở đồ gỗ hiền lanh sẽ giải đáp hoặc có thể liên hệ trực tiếp về zalo 0986883349 chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Đồ gỗ Lanh cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo xin cảm ơn